Sau bão lũ, nguồn nước, nguồn thực phẩm có nguy cơ bị ô nhiễm do các mầm bệnh có sẵn trong nước chất thải, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Theo thống kê của khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, hiện khoa đang điều trị cho trên 60 bệnh nhân, trong đó chủ yếu là các bệnh nhân về đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy chiếm gần 50%, tỷ lệ bệnh nhân bị sốt xuất huyết chiếm khoảng 10%. Hiện mực nước tại các điểm ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang rút dần. Nước lũ, bùn đất, rác thải tràn lan dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, do nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh cũng là những yếu tố có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, đau mắt đỏ. Chúng ta phải phòng bệnh bằng cách gì? Ăn chín uống sôi, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nguồn nước sạch, không để những thực phẩm hỏng mà chúng ta vẫn cố sử dụng, khai thông những chỗ lỗ nước đọng, chuồng vại chúng ta thau rửa sạch sẽ, đậy nắp kín, ngủ màn. Và nếu nước rút mà còn mũi, chúng ta phải phun hóa chất để diệt mũi. Và đặc biệt chúng ta khi dấu hiệu sốt huyết, chúng ta cần đến bệnh viện, không tự ý chữa nhà. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác vệ sinh, làm sạch môi trường trên tinh thần. Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó. Xử lý nước cho sinh hoạt, xử lý gia súc, gia cầm chết, công trình vệ sinh bị ngập đúng cách, cũng như thực hiện ăn chín, uống sôi để đảm bảo sức khỏe.